Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện rà soát điều chỉnh biển báo trên quốc lộ, yêu cầu loại bỏ những biển báo hạn chế tốc độ dưới 40 km/h để phù hợp với tình hình lưu thông hiện tại. Các biển báo tốc độ 20, 30, 35 km/h sẽ được thay thế bằng biển báo 40 km/h. Trường hợp đủ điều kiện khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì phải cắm biển tốc độ tương ứng là trên 40 km/h. Nguyên nhân là do trong tình hình giao thông hiện tại, tốc độ này có thể gây nguy hiểm và không đảm bảo an toàn lưu thông. Đối với những đoạn đường mà điều kiện kỹ thuật không cho phép thì vẫn cần sử dụng biển báo tốc độ dưới 40 km/h, nhưng sẽ phải có thuyết minh giải trình và báo cáo để xem xét giải quyết. Ngoài ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát các biển báo tốc độ tối đa 50 km/h. Trường hợp tuyến đường đủ điều kiện khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì cắm lại biển báo tăng tốc độ cho phép.